Cô ra ngoài đi, khi nào tôi xem xong tôi sẽ gọi. Dạ. Alo, có chuyện gì vậy? Sao? Mẹ tôi hẹn hò với một người đàn ông à? Biết đâu đó là đối tác làm ăn của mẹ tôi thì sao? Xin chào hai cô chủ. Anh hai tới mua hoa hay là anh hai tới thăm em vậy? Anh tới mượn với Lan đi với anh chút xíu, được không? Dạ, tất nhiên là Sao? được rồi. Ủa, nhưng mà cho em hỏi một tí nha, anh hai đưa với Lan đi đâu vậy? Anh đưa với Lan qua nhà Hương Giang, giúp ba Hương Giang chăm sóc mấy cái kiện. Em có cho với Lan đứng với anh hay không? Thôi, anh cứ đưa Quế Lan đi đi. Nhưng mà cứ coi như là Quế Lan đang làm một dịch vụ. Mà nếu là dịch vụ thì phải có bồi dưỡng nữa, đúng không? Tất nhiên rồi, bác ăn thích rất thích với Lan chăm sóc cái kiện chọn, cho nên hai đứa muốn gì anh sẵn sàng chi. Quế Lan, vậy là Quế Lan nghĩ mình nên chọn qua gì ta? Thôi, Lan không dám đòi quà đâu. Mình giúp cho bên gia đình chị Hương Giang có chút xíu, mà đòi quà cáp thì kỳ lắm. Cái gì mà kỳ, Đúng tiền của anh chứ đâu phải tiền của chị Hương Giang đâu rồi. mà kỳ. Cho nên thích cái gì cứ nói đi. Anh cho hai đứa suy nghĩ từ bây giờ cho đến tối à, hiểu không? À, còn bây giờ anh đưa với Lan đi với anh, em dọn hàng một mình tổn không đây? Dạ, không có gì đâu. Em cộng xong sổ sách á, rồi đóng cửa lại là đi về thôi. À, mà anh hai cũng nên mua một bó hoa thật là đẹp để tặng cho chị Hương Giang nha. Quế Lan ơi, Quế Lan ra ngoài chọn một chậu hoa thiệt đẹp cho anh hai nha. Mà hình như chị Hương Giang thích hoa hồng đỏ phải không anh? Hình như vậy á. Vậy để em ra lấy cho chị Hương Giang chậu hoa hồng đỏ đẹp nhất nha. Mà anh hai cũng tệ thiệt đó nha, sắp cưới người ta rồi mà người ta thích hoa gì cũng không biết nữa. Vậy là suy ra anh chẳng hiểu gì về chị Hương Giang hết, vậy mà cũng đòi cưới người ta nữa. Em thiệt đơn giản quá mà. Anh nghĩ là phụ nữ ai mà không thích hoa. Em cũng vậy mà. Mấy ngày trước á, anh nghe cổ rủ với Lan đi mua giống hoa hồng đỏ về trồng, chắc chắn một điều cổ sẽ thích hoa hồng đỏ. Trời, em bó thành chấm com với anh hai luôn á. Rồi bây giờ anh đi đây. Dạ, bye bye anh hai. Alo. Dạ em nghe. Dạ Quế Lan không có ở đây. Quế Lan đi với anh hai tới nhà chị Hương Giang rồi. Em nghe nói là chăm sóc cây kiểng giùm cho ba ăn thích. Mà có chuyện gì không chị ba? Vậy hả? Dạ. Vậy thôi em về đây, tối gặp chị nha. Bye bye chị. Hồi nãy con điện thoại kêu mẹ ở nhà đợi con. Có chuyện gì vậy con?
Có hai chuyện con muốn hỏi mẹ. Thứ nhất, đó là bản đề án của con á, để lên bàn làm việc của mẹ hơn một tuần nay. Với giá 1 tỷ mẹ đã coi chưa? Thứ hai á, là con thấy anh hai đưa Quế Lan qua nhà Hương Giang. Làm gì không biết. Không biết đó có phải là lệnh của mẹ không? Con nói sao? Gia Thành đưa Quế Lan qua nhà ông ăn thích chơi à? Chính mắt con thấy anh hai đưa Quế Lan tới đó mà. Tại sao nó lại đưa Quế Lan đến đó kìa? Ủa nếu mà con biết con đâu có hỏi mẹ. Dạ, cháu chào bác. Em chào chị. Mẹ, Quế Lan đi với anh hai, lát Quế Lan về sau nha mẹ. Gia Thành đến chở Quế Lan đi hả con? Dạ. Anh hai nói là chở Quế Lan qua nhà bác ăn thích, chăm sóc mấy cây cảnh gì đó. Chăm sóc cây cảnh, ai chăm sóc mà không được, mà lại cứ phải là Quế Lan. Cái thằng này làm cho người ta rắc rối thêm nữa. Mẹ, rắc rối gì vậy mẹ? Thôi con lên lầu đi, để việc này rồi mẹ tính. Đi Nhưng lên lầu đi. mà mẹ, cái này á là Quế Lan không muốn đi đâu. Tại con kêu Quế Lan đi với anh hai đó. Mẹ đừng có la Quế Lan nha. Nha. Mẹ. Biết rồi, mẹ sẽ không la Quế Lan. Được chưa, công chúa của mẹ? Dạ. Yêu mẹ. Thôi con lên nha mẹ. Dạ. Đi anh. À, còn 1 tỷ, ngày mai mẹ sẽ cho thư ký chuyển vào tài khoản của con, được chưa? Cảm ơn mẹ. Xin lỗi, anh tìm ai? Xin lỗi cô, nhìn động phải đường của tôi. Tôi là anh Thích, tình cờ đi ngang qua đây. Thấy cô đang làm việc nên dừng chân, mong cô thông cảm. Anh đâu có hành động gì vượt qua giới hạn đâu mà mong tôi thông cảm. Anh có muốn một tách trà hạnh phúc không? Nếu thích, mời anh vào nhà, ngồi uống tách trà cho cùng. Dạ, cảm ơn cô. À, Quý Lan nè. À, có đi vòng ra phía sau rửa tay rồi vô dùng chén trà cúc với bác ha. Dạ, con không dám làm phiền bác đâu. Có gì đâu mà làm phiền. Uống trà, ngắm hoa kiển là thú vui của bác mà. Bác tự pha trà để phục vụ cho bản thân. À, sẵn đây có con á, bác mời uống trà cho vui. Đi, đi với bác vô rửa tay rồi uống miếng trà nghe. Dạ. Vài ngày nữa anh sẽ đưa mẹ anh qua nói chuyện với ba của em để quyết định ngày cưới. Còn chị mua sắm thì em cứ cần cái gì anh sẽ chở em đi mua để chuẩn bị cho ngày gặp mặt. Em đâu biết phải mua sắm gì đâu. Quần áo nữ trang thì em có đủ hết rồi. Em nghĩ là không cần mua gì nữa đâu. Em chỉ lo không biết mẹ và các cô em gái của anh có thích em hay không thôi. Em cứ yên tâm đi, mẹ của anh rất tôn trọng ý kiến của anh. Còn mấy đứa em gái của anh thì khỏi phải nói. Anh muốn cái gì không ai dám cản anh hết. Em đẹp như vậy, dễ thương nhu mì như vậy, ai nhìn mà không thích. Cái mà anh lo bây giờ là làm sao để cho hai gia đình gặp nhau nói chuyện vui vẻ và cùng quyết định ngày cưới.
Mẹ uống sữa đi mẹ. Mẹ cảm ơn. Hình như anh hai đang có ý định gì nên cần ý kiến, nhận xét của mẹ. Hai đứa con cần gì? Mẹ, việc con cầu hôn coi như xong rồi đó mẹ. Vậy sao? À, con nghĩ là bây giờ mẹ nên định ngày sang nhà bác Ân Thích để cùng bác Ân Thích định ngày cưới cho con. Cũng được. Nhưng như vậy có gấp gáp quá không con? Gấp gì mẹ? Năm nay con cũng 30 rồi. Hương Giang thì cũng 24, 25 rồi. Nếu bây giờ tụi con cưới nhau mà có con á, thì theo khoa học người ta tính á, đứa bé sẽ rất thông minh và khỏe mạnh đó mẹ. Ừ. Mẹ, anh hai nói chính xác đó mẹ. Hôm trước con có đọc trên báo Phụ Nữ, người ta cũng có nói về vấn đề đó nữa. Mẹ, mẹ đi nha mẹ. Hôm qua con có thưa chuyện với bác Ân Thích rồi. Bác nói là để bác gặp mẹ rồi tính. Mẹ à, cưới vợ cho con là mẹ phải đi rồi. Nhưng mà mẹ có một điều kiện. Điều kiện gì mẹ? Bắt đầu từ ngày hôm nay, con không được đưa Quế Lan đến nhà ông Ân Thích nữa. Ủa, tại sao vậy mẹ? Đưa Quế Lan qua đó chơi đâu có gì là sai. Bác Ân Thích cũng quý Quế Lan lắm mà. Mẹ không muốn gặp rắc rối. Mà con cũng biết đó, rắc rối của gia đình ta là nằm ở đâu mà, phải không? Nếu như người ta hỏi đến quan hệ gia đình thì phiền toái lắm. Chẳng lẽ con nói thẳng ra là Quế Lan là con vợ hai? Mẹ muốn cuộc hôn nhân của con phải thật là suôn sẻ. Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ nói thiệt nha. Mẹ không muốn người ta biết mẹ nuôi mẹ con người vợ lẽ. Mấy đứa phải thông cảm cho mẹ chứ. Mẹ không muốn người ta biết tới, vậy tại sao mẹ nuôi dì Quế Chi trong nhà? Đó là chuyện riêng của mẹ. Theo con thì dì Chi và Quế Lan nhà Gia Lân nên rời khỏi gia đình mình. Càng ở đây càng phức tạp thêm thôi. Không được, mẹ không đồng ý họ rời khỏi gia đình mình. Với lại nuôi họ là mẹ chứ đâu phải con. Mẹ là chủ gia đình, mẹ có quyền quyết định hết tất cả. Đúng là khó hiểu. Mẹ sợ mọi người biết đến chuyện xấu của ba. Mẹ không ưa gì chi thì tại sao vẫn giữ họ lại để làm cái gì chứ? Nuôi người bệnh không ích lợi mà còn gặp nhiều phức tạp. Ý của mẹ là gì đây? Con đi làm đây. À, chiều nay con ghé qua nhà, chở mẹ qua nhà Hương Giang nha mẹ. Chiều nay sao? Dạ. À, thôi cũng được. Nhưng mà khoảng mấy giờ để mẹ còn sửa soạn hả con? Khoảng 5 giờ rưỡi nha mẹ. À. Dạ, thôi con đi làm đây. Ừ. Anh hai đi làm nha. Dạ. Tất cả tiền qua là 80 ngàn. Chị đưa cô chủ giùm em. Tiền này cô chủ. Thế thiệt nha, hai người giống như hai chị em. Chứ ai nói là cô chủ với người giúp việc bao giờ. Chị nè, con nhỏ đó nói ghẹo chị đó. Chứ em với nó là chị em, chứ không phải là cô chủ hay người làm gì đâu. Thấy chưa, tôi đoán đâu là trúng đó mà. Hai người giống y chang nhau à. Cô kia, tại sao nhà ngươi lại dám nói ta là cô chủ hả? Xin công nương tha lỗi cho nô tỳ. Từ nay về sau nô tỳ không dám nói bậy bạ nữa. Được, ta sẽ tha lỗi cho nhà ngươi. Nhưng nếu lần sau mà còn tái phạm nữa thì ta sẽ chúc. Chào cậu. Tình hình thế nào thì chắc chú cũng biết rồi phải không? Dạ, tôi cũng có nghe râm ran. Đang tính giá cà phê giao dịch trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch vừa qua
đã tiếp tục giảm. Ngồi đi. Như vậy á, theo như ước tính, sau hai phiên giảm giá liên tiếp, giá cà phê thế giới đã mất khoảng 93 USD một tấn. Đó là thông tin mới nhất. Nếu như giá cà phê thế giới giảm mạnh, thì giá trong nước cũng sẽ giảm theo. Vậy tính sao đây cậu? Gần đến ngày thu mua sản phẩm của bà con nông dân rồi. Tôi nghĩ với tình hình này, giá thu mua sẽ phải thấp lại. Mà thấp bao nhiêu thì... Thì phải đợi tôi báo cáo với mẹ tôi, coi bà có ý kiến gì. Lúc đó tôi sẽ báo cáo công văn qua trạm thu mua. Hình như chú có chuyện gì giấu tôi thì phải. Dạ đâu có. Đâu có chuyện gì mà tôi dám giấu cậu. Chỉ là tôi muốn bàn với cậu chút chuyện riêng. Mà nói bàn thì cũng không đúng. Xin cậu thì đúng hơn. Chú muốn xin tôi chuyện gì? Chuyện gì cũng được. Trừ một việc. Cà phê còn xanh, không được lặt trái bán. Chú có nghe rõ không? Chú về nông trang đi. Có gì điện thoại cho tôi. Dạ. Vậy tôi về nông trang. Chiều tôi gọi cho cậu. Chào cậu. Alo, anh đây. Anh xin lỗi. Hồi nãy anh đang họp. Em sao rồi? Em có khỏe không? Em không khỏe lắm, nhưng không sao đâu anh. Lâu quá em không nghe giọng của anh. Em nhớ anh lắm, anh có biết không? Anh biết. Em ngoan đi. Nếu mà thương anh, em chịu khó sống như vậy. Anh hứa sẽ sớm đưa em về nhà. Thôi nha. Em nhớ đừng cho Phương Quỳnh số điện thoại mới nha. Anh không muốn nó nói mấy chuyện này cho mẹ. Dạ em biết rồi. Em sẽ đợi anh. Trong tuần này anh xuống Sài Gòn với em được không? Chuyện đó thì để anh thu xếp. Có gì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Em chụp ba đi. Chào em. Dạ. Hà muốn nói với Lan điều này. Hà xin lỗi Lan. Hà biết mình không phải với Lan nhiều lắm. Tại sao Hà lại xin lỗi Lan? Hà biết anh Khang để ý Lan. Hà biết hết. Nhưng Hà lại quá mềm yếu. Hà cũng thích anh Khang nữa. Hà không biết phải nói như thế nào đây. Lan, tha lỗi cho Hà nha. Hà nghe Lan nói nè. Giữa Lan và anh Khang đơn thuần chỉ là bạn bè. Lan không có tình cảm với anh đâu. Hà cứ yên tâm, chỉ có tiếng nói với anh nha. Lan nói thiệt đó. Cảm ơn nha. Có gì đâu.
Dạ, cháu chào bác. À, cháu ngồi chơi đi. Dạ. Cháu tới tìm Phương Hà. Giờ này nó còn ở ngoài shop hoa, nó đâu có ở nhà. Sao cháu không ghé shop hoa? Dạ, cháu có ghé shop hoa, nhưng thấy đóng cửa. Cháu tưởng Phương Hà với Quế Lan về nhà, nên cháu tự động tới đây luôn. À, dạ chào cậu. Bà uống gì để tôi pha luôn? Thôi khỏi pha, tôi uống trà được rồi. À, về lên trên gác xem Gia Lân nó ngủ hay thức. Đưa nước xuống đây giùm tôi, nha. Dạ. An tâm đi Lan, mày về tới nhà rồi. Lan ăn hoa được xong chưa? Chị hả? Chị nhắc tí. Hết cơm xong mình còn chơi game nữa. Ờ. Cô Út, cô Linh quá vậy ta. Cậu Khang vừa mới tới, đang ngồi nói chuyện với bà chủ ở trong nhà. Cô chào lẹ lên đi. Ủa, chú nói sao? Anh Khang đang ở trong nhà hả? Đang ở trong nhà. Ủa, sao kỳ vậy ta? Hôm nay đâu phải là ngày học của mình đâu. Mà có chuyện gì, sao không nghe anh Khang gọi điện thoại báo trước? Muốn biết lý do, cô vào trong đó là sẽ biết lý do. Thôi cô chào lẹ đi. Dạ, con biết rồi. Dạ, thưa bác. Cháu muốn xin phép bác một việc. Là chiều nay cho cháu đưa Quế Lan đi chơi. Được không bác? Hả? Cháu nói gì? Cháu xin phép đưa Quế Lan đi chơi chiều nay. Bác nghe có nhầm không? Quế Lan hay Phương Hà? Dạ, bác không nghe nhầm đâu. Cháu muốn đưa Quế Lan đi chơi chiều nay. Xin bác thứ lỗi cho. Tại ngày mốt cháu về Sài Gòn rồi, nên tranh thủ gặp Quế Lan một chút. Bác nói đây là lần đầu cũng là lần cuối. Cháu nghe cho rõ đi. Bác không muốn cháu qua lại với Quế Lan dưới bất cứ hình thức nào. Cháu hiểu chứ? Bác nói không cho cháu qua lại với Quế Lan. Bác có thể cho cháu biết lý do hay không? Không có lý do nào hết. Bác cũng không cần phải nói lý do với cháu. Bác chỉ cần cháu hiểu một điều. Giới hạn dành cho cháu chỉ có là như vậy. Chấm hết. Vậy cháu cũng không cần biết lý do. Mà bác, vì lý do gì không cho cháu qua lại với Quế Lan? Cháu nghĩ Quế Lan là lớn và đủ sức tìm hiểu một ai đó để đi đến hôn nhân. Cháu chào bác. Khang, cháu có thể nghĩ tôi là người như thế nào cũng được, nhưng chẳng lẽ cháu không biết tình cảm của Phương Hà dành cho cháu hay sao? Nếu cháu yêu Phương Hà thì cháu sẽ có được tất cả những gì cháu muốn. Cháu biết không? Thưa bác, đây có phải là nguyên nhân mà bác cấm cháu không cho qua lại với Quế Lan phải không? Nếu vậy thì sẵn đây cháu cũng xin nói thẳng, cháu yêu Quế Lan. Tuy tình yêu cháu nhỏ bé, nhưng cháu không muốn đánh đổi với những cái mà bác đã hứa hẹn. Chào bác. À, xin lỗi Phương Hà. Phương Hà, em có sao không Phương Hà? Em không sao đâu. Anh, anh về đi. Về, về đi. Em vô nghỉ ngơi đi. Hà, 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 con làm sao vậy? Hà, Hà, con có sao không Hà? Hà, Hà, ơi, Hà. Quế Lan, Quế Lan,
Sao anh Khang ở đây? Vì em tắt máy. Anh chỉ còn cách là đứng đây đợi em thôi. Anh đợi em có việc gì? Em phải về nhà gấp. Có gì mai mốt mình nói chuyện nha anh. Lan à, anh muốn nói chuyện riêng với em một lát. Anh hứa là sẽ nói thật nhanh để em về. Đừng làm anh thất vọng nha. Thôi được, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Mẹ. Phương Hà lại bệnh nữa hả mẹ? Chắc hôm nay mẹ con mình không qua nhà Hương Giang được đâu. Con liệu cách gọi điện qua bên đó từ chối đi. Để vài hôm nữa Phương Hà khỏe, mẹ con mình để qua bên đó nha con. Dạ. Không qua bữa nay thì để hôm khác qua cũng được mà. Không sao đâu mẹ. Quan trọng là sức khỏe của Phương Hà. Con thấy bệnh tình của Phương Hà càng ngày càng nặng. Con nghĩ là mình nên đưa em xuống Sài Gòn phẫu thuật đi mà. Nếu phẫu thuật được thì mẹ đã phẫu thuật cho em nó từ lâu rồi. Đâu phải đợi tới bây giờ. Mẹ lo quá Thành ơi. Được rồi. Để mai con liên hệ với mấy đứa bạn học ngành y ở nước ngoài. Coi sao rồi mình tính. Mẹ đừng có lo lắng quá nha. Khi nãy lúc con về nhà, con thấy thằng Khang nó... Cũng chính vì cậu ta mà Phương Hà làm mệt đó. Mẹ không muốn nghe đến tên cậu ta nữa. Thôi, mẹ lên phòng Phương Hà đi. Con lo gọi điện cho Hương Giang, thông báo là mẹ con mình không qua bển được, để cho họ khỏi chờ đợi nha. Dạ. Alo. Ông cho người theo dõi thằng nhiếp ảnh chuyên chụp côn trùng giùm tôi. Nó tên là Khang, người cao, tóc dài. Ông cứ qua hỏi nhiếp ảnh mà hỏi. Có gì gọi điện thoại cho tôi liền. Ba. Con. Chuyện gì vậy? Anh Thành nói là hôm nay nhà của anh ấy có việc bận cho nên hẹn lại bữa khác đó ba. Ủa? Nó có nói lý do gì không?
Anh ấy nói là em gái của anh làm mệt, cho nên là mẹ anh không qua được. Bữa trước con có gặp cô đó. Nghe nói là cô ấy bị bệnh tim, cho nên hay là mệt lắm bà. Thôi, người ta đã nói như vậy rồi, mình cũng phải biết thông cảm cho người ta đúng không con? Dạ. Thôi ba con mình vô ăn cơm đi ba. Đồ ăn bữa nay á, ba con mình ăn cỡ 3 ngày mới hết. Thì nấu đãi khách mà. Cũng không sao. Ăn không hết một lần thì ăn nhiều lần. Ba xung phong ăn hết cho, chịu không? Ba đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời. Anh đã nói hết lời rồi. Em có thể cho anh biết suy nghĩ của em được không anh? Em xin lỗi anh, nhưng mà em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Xin anh hãy quên em đi. Từ nay chúng ta đừng liên lạc qua điện thoại nữa. Tại sao em lại chối bỏ tình cảm của anh chứ? Anh biết em cũng có tình cảm với anh phải không với Lan? Em đừng nói là em không có tình cảm với anh. Anh không tin đâu. Chẳng thà em nói là tại vì việc của em cấm đoán. Nếu thật như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Anh sẽ làm hết sức của mình để chúng ta được gần nhau. Em không có được cuộc sống của anh. Anh cũng không hiểu như về cuộc đời của em cả. Điều muốn anh biết về em là một cô gái có thân thế tội nghiệp. Cả nhà ba mẹ ăn rồi sống nhờ vào gia đình người vợ lớn của ba em. Em không muốn bị thương hại. Và em không muốn đối đầu lại với người đàn ông như em khôn lớn. Cho em ăn học, quậy dựng má em và anh hai em. Và em cũng không có bất cứ một hành động nào làm tổn thương đến Phương Hà cả. Vì vậy em xin anh hãy cho em được sống cuộc sống từ trước đến nay của em. Điều cuối cùng, em xin anh đừng làm phiền tới em nữa. Xuống đi. Em nằm ở đây nha. Anh đi pha cho em ly trà gừng. Không cần đâu anh. Em đến để nói với anh. Nói xong rồi em về.
Nhưng mà em đang lạnh vậy. Không sao đâu. Em đến để xin lỗi anh. Tại sao lại xin lỗi anh? Những lời mẹ em nói với anh hồi chiều đã làm cho anh phật lòng. Em là mệt rồi phải không? Để anh đưa em đi bệnh viện nghe. Không. Em biết nếu anh thích với Lan, em sẽ tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Nhưng em xin anh một điều. Anh đừng chối bỏ em, được không anh? Phương Nhật, để anh đưa em về. Còn mấy chuyện này để nó sao? Mời mày uống cà phê. Cảm ơn con. Mẹ, Phương Hà có đỡ hơn chút nào không mẹ? Hôm qua cậu Khang đưa nó về, mẹ cho nó uống thuốc, em nó ngủ yên. Hồi nãy mẹ có vô dòm chừng, em nó ngủ say lắm, không sao đâu con. Mẹ, Phương Hà thích cậu Khang. Sao con lại hỏi mẹ câu đó? Theo con thấy, từ ngày Phương Hà quen biết cậu Khang, Phương Hà thường xuyên bệnh. Em nó cũng buồn nhiều hơn. Nhưng tiếc là cậu Khang lại không thích Phương Hà. Tình yêu cũng khó nói lắm con. Yêu một người chưa chắc người ta đã yêu mình. Đôi khi mình không yêu thì người ta lại cứ theo đuổi mình. Chẳng hạn như chuyện con và Thanh Ngân. Nhưng mà con là con trai. Nếu trong chuyện tình yêu gặp đau khổ thì con cũng dễ dàng vượt qua. Phương Hà thì khác. Nó là con gái. Tội nghiệp nó mẹ. Nếu mà cậu Khang không thích Phương Hà thì chắc chắn người mà cậu Khang thích là Quế Lan. Mà nếu như vậy thì... Con định làm gì? Mẹ không muốn gia đình mình xảy ra nhiều chuyện nữa đâu. Bao nhiêu chuyện như vậy cũng đã quá đủ rồi. Gia Thành à, Gia Thành, con có nghe mẹ nói gì không? Dạ, mẹ nói gì? Mẹ không muốn con hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện đó để mẹ giải quyết nha. Dạ, con biết rồi mẹ. À, chiều nay con với mẹ qua nhà Hương Giang được chưa mẹ? Chiều nay cũng phải qua bển thôi. Hẹn với Suya mà cứ hẹn tới hẹn lui hoài, thấy kỳ quá à. Qua bển còn tính chuyện cưới xin cho con luôn cho rồi. Cửa không khóa, mời vô. Chào. Nè, hôm qua anh đi đâu mà tôi gọi điện hoài không được vậy? Một cái chuyện gì quan trọng hả? Trời đất ơi, chuyện động trời động đất ầm ầm luôn mà ông không hề biết gì hết trơn đó. Là chuyện gì? Ông Hào, ông Chỉnh, ông Nam bí mật hợp với nhau bàn tính hất anh ra khỏi cái giám đốc luôn. Lúc nào? Chiều hôm qua tôi vừa biết tin là gọi điện cho anh liền, nhưng mà bác của anh nằm vào vùng cứu sống. Nè, bộ hôm qua bị người đẹp níu áo hả? Làm gì có. À, thẩm rời anh có gặp Phương Quỳnh không? À, có thứ hai tuần rồi á, tôi có gặp ở quán cà phê Mộc Điệp. Dạo này hai người có vẻ thân mật hơn thì phải. Là vì có cha, chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Mà cái chuyện mấy cha đó hợp lẽ, bây giờ anh tính sao đây? Tôi đang đợi ý kiến của hội đồng quản trị. Nếu cổ đồng đã làm như vậy, tôi đâu có thẩm quyền gì mà xen vào. Anh hôm nay sao vậy? Nói chuyện làm ăn kinh tế mà giống như là đang thuyết nhà Phật vậy. Anh Tâm, bọn anh mệt mỏi lắm hả?
Ừ. Nhưng mà không sao, tôi còn trụ được. Để coi mấy chàng cổ đông đó tính cái gì, mình mới đối phó được. Chứ bây giờ ngồi đây ngẫm nghĩ hoài cũng không biết, đoán mò mệt lắm. Chiều nay con về đón mẹ nha. Ừ. Ừ. Con mới đi bộ xong hả? Dạ. À mẹ, con nhận tiền rồi, cảm ơn mẹ nha. Mẹ, sao mẹ buồn hiu vậy? Có chuyện gì hả? Ai ăn hiếp mẹ, mẹ nói con xử liền cho. Con đó, con gái con đứa mà ăn nói giống hệt dân giang hồ à.